Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình có một cái đoạn thép xoắn từ thời Pháp này. Đấy. Có một bạn ấy gửi cho mình và muốn thử xem là cái thép này nó liệu có đánh dao được không. Thép xoắn này thì thường thường mình nghe nói thì là thép xoắn Nga thì làm rất là ok, nhưng cái loại này thì mình cũng chưa biết được. Nên là bây giờ thì mình sẽ đi thử thép xem là như thế nào, xem là liệu làm có ổn không. Đấy, mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Chú thử cháu xem cái thép xoắn này liệu có thành không. Vâng. Có cái loại xoắn của Nga là người ta cũng hay đánh dao á. Xoắn gì? Xoắn khác đấy chú ạ, không phải là xoắn xây dựng bình thường ấy đâu. Cái này là nó cũng từ thời của Pháp rồi mà. Xoắn từ thời Pháp. Thời Pháp thì chúng nó mấy cái beng thời Pháp nó chuẩn lắm nha. Vâng. Nhưng cái này kiểu xoắn nó khác. Kiểu xoắn khác, khác bây giờ đúng không? Đấy nó xoắn chéo rồi. Được vâng. Nhưng cái này nếu thử lên thì đánh dao gì? Chú cứ đánh thử thử đã. Sau xong rồi mới hỏi cái anh kia xem là anh ấy đánh con dao gì. Cả thử cái đấy luôn cho cháu ạ. Vâng, thử luôn cho cháu để cháu báo với anh ấy. Thì anh ấy làm lại, anh ấy sẽ làm con dao kia luôn. Còn con này thì sẽ để gửi sắt lên sau. Sắt và sắt xoắn trong cái trong hang kia, hang quân đội của mình ấy nhỉ. Nga. Nga nó viện trợ cho. Vâng, sắt xoắn Nga. Có cái beng ấy nó nhỏ vừa thôi. Hai mươi rồi. Tôi chuẩn cho ông đá thoải mái đấy. Hay à? Thế xoắn Nga này cũng ác ấy nhỉ chứ nhỉ? Vâng, nhà này cái nhà thời Pháp. Thế là anh ấy đập nhà ra thì thấy có cái sắt này trụ, làm trụ. Thế là mình nghĩ ra là làm dao. Thời Pháp nó đổ cột này ra, trụ này. Không biết là, nó bảo là thời Pháp rồi. Làm cái gì bên xoắn này nó khác kiểu vậy, nó không giống xoắn mình, còn cái xoắn Nga của nó xoắn của nó rất bít hít. Xoắn Nga còn khác cả chú? Xoắn nó cũng có xoắn nhưng mà nó không phải xoắn như xoắn Việt Nam mình này, xoắn của nó rất nét, nó rất nét rất đều, mà nó xoắn nó dày hơn, vâng. Còn nó xít hơn. Của nó bẻ, nếu tôi chuẩn bẻ đàn hồi nó khác kiểu xoắn Nga chứ. Mềm chứ. Nó gãy nhỉ. Giờ tôi luôn đấy. Tôi này. Được rồi.
ép lô cốt trong lô cốt của Pháp. Cứ cái gì anh nhắn cái tí dẫn để xin trả lại đó. Vâng. Ông hem à, đừng dán đấy. Hả? Khóa này. Nó khóa đâu? Tôi về khánh về đấy này.
Đấy, bây giờ thì mình đã vừa mới tôi xong con dao này rồi. Không vênh mấy được. Không vênh mấy được. Để xem cái loại thép này nhá. Bây giờ vừa mới tôi xong này. Rất ít vênh. Lưỡi, kiểm tra lưỡi. Có vênh, vênh, vênh một xíu. Chỉnh lại tí là được. Đấy, bây giờ thì mình sẽ về mài thử xem nó như thế nào. Bây giờ thì mình đã làm xong cái con dao làm từ cái thép xoắn nhá. Anh gửi anh ấy bảo mình là cái thép này thì ở trong lô cốt của Pháp từ ngày xưa. Đấy. Còn khi mình đăng lên kênh thì có anh ấy bảo đây nó giống với thép cái thép gân của Mỹ. Đấy. Thì còn như thế nào thì bạn nào biết thì có thể tiếp tục bình luận ở dưới video để cho mình biết nhé. Đó, còn đây là cái loại thép xoắn lấy từ lô cốt của Pháp. Hàng rất là lâu rồi. Và làm dao thì cũng ok. Đó. Vừa văn rất sưu tầm mà các bạn dùng cũng thoải mái này. Đó. Giữ cạnh ổn nhá, giữ cạnh rất là ngon. Không vấn đề gì cả. Và loại này thì nó cũng ít dỉ hơn nhíp này. Chặt. Các bạn có thể thấy nhá. Không hề quăn hay mẻ gì cả. Không quăn mẻ gì hết nhá. Chất liệu làm dao rất là ngon. Kiểm tra này. Đó. Các bạn có thể xem những chặt gỗ và lưỡi của mình hạ cũng tương đối là mỏng nhé. Đây. Quay sát lưỡi cho các bạn xem này. Ok không? Đó. Mà mình biết là trong miền Nam ấy thì cũng có khá nhiều cái loại thép gân của Mỹ. Nhưng mà không biết là loại này có giống với nó hay không. Đấy. Còn cái này thì lấy từ cái thép ở trong cái lô cốt của Mỹ. À của Pháp. Hàng rất là lâu rồi. Mang thì rất sưu tầm và làm dao thì cũng rất là ngon. Đấy, các bạn có hoàn toàn có thể làm dao được. Cái này mình đánh giá là ngon hơn nhíp. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.